Đại Bồ Tát này sẽ biết đi ở nơi chư Phật cần đi và tu hành đúng theo các hạnh mà chư Phật thực hành. Đại Bồ Tát này giống như Phật Thế Tôn. Thiện hiện nên biết tâm hạnh của Đại Bồ Tát này rất kiên cố. Giả sử tất cả hữu tình ở các thế giới chư Phật khắp mười phương, nhiều như số cát sông Hằng đều là ác ma. Mỗi mỗi ác ma lại hóa ra vô số ác ma. Các ác ma này đều có vô lượng, vô biên thần lực. Và tất cả thần lực của các ác ma này cũng không thể làm chướng ngại việc thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa và việc chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của Đại Bồ Tát ấy. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đã đạt được phương tiện thiện xảo Bát Nhã Ba La Mật Đa, thông đạt sự bất khả đắc của tất cả các pháp. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào thành tựu hai pháp sau thì tất cả ác ma không thể làm chướng ngại việc thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa và việc chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Hai pháp đó là: một là quán các pháp đều hoàn toàn không; hai là không xả bỏ tất cả hữu tình. Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào thành tựu hai pháp sau thì tất cả ác ma không thể chướng ngại việc thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa và việc chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Hai pháp đó là: một là có thể làm được tất cả như lời nói; hai là thường được chư Phật hộ niệm. Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này thì các trời thần thường đến lễ lại, thân cận cúng dường, thư hỏi, khuyến khích và nói: lành thay đại sĩ, muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề phải siêng năng trụ ở pháp không vô tưởng vô nguyện. Vì sao? Đại sĩ, vì Đại Bồ Tát nào siêng năng trụ nơi pháp không vô tướng vô nguyện thì làm nơi trông cậy cho tất cả hữu tình không chỗ trông cậy, làm nơi quay về nương tựa cho tất cả hữu tình không nơi quay về nương tựa, hay cứu giúp người không được ai cứu giúp, làm nơi hướng đến cho người không nơi hướng đến, làm hải đảo cho người không có hải đảo, làm nhà cửa cho người không có nhà cửa, làm ánh sáng cho người tối tăm, làm tai mắt cho người đuôi điếc. Vì sao, đại sĩ? Vì việc trụ ở pháp không vô tướng vô nguyện như vậy, tức là an trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Người nào có thể an trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào có thể an trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này thì liền được vô lượng vô số vô biên chư Như Lai ứng chánh đẳng giác trong đời hiện tại ở mười phương, lúc nói chánh pháp ở giữa đại chúng tự nhiên vui mừng ca ngợi nêu tên họ và công đức của Đại Bồ Tát này. Đó là công đức vi diệu của việc an trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Thiện hiện nên biết, giống như hôm nay ta vì đại chúng tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, ở trước đại chúng tự nhiên hoan hỉ ca ngợi tán thán tên họ và công đức của các đại Bồ Tát như Đại Bồ Tát Bảo Tràng, Đại Bồ Tát Đảnh Kế. Vì ở chỗ Phật bất động khác trong hiện tại, họ tu phạm hạnh trong sạch, an trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đó là tên họ và công đức vi diệu của Đại Bồ Tát. Vì an trụ vào công đức vi diệu của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên ngay khi đó, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác ở các thế giới chư Phật phương Đông, nhiều như số cát sông Hằng, cũng vì chúng tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nơi đó cũng có các Đại Bồ Tát tu phạm hạnh thanh tịnh, an trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các vị Như Lai ứng chánh đẳng giác ấy đều ở trước chúng tự nhiên hoan hỉ các ngợi tán thán tên họ và các công đức của Đại Bồ Tát ấy, đó là công đức vi diệu của việc an trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác ở các thế giới chư Phật, nhiều như số cát sông Hằng thuộc phương Nam, Tây, Bắc, bốn hướng và phương trên dưới, đều vì đại chúng tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Ở nơi ấy, cũng có các Đại Bồ Tát tu phạm hạnh thanh tịnh, an trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các vị Như Lai ứng chánh đẳng giác ấy đều ở trước chúng, tự nhiên hoan hỉ các ngợi tán dương tên họ và công đức của các Đại Bồ Tát ấy. Đó là công đức vi diệu của việc an trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Thiện hiện nên biết, có các Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, dần dần viên mãn Đại Bồ Đề Đạo, dần dần viên mãn Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, cho đến sẽ đạt được trí nhất thiết trí, cũng được tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác ở các thế giới chư Phật nhiều như số cát sông Hằng thuộc mười phương ở trước chúng tự nhiên hoan hỉ các ngợi tán thán
tán tên họ và các công đức của Đại Bồ Tát này, đó là công đức vi diệu của việc tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Vì sao? Thiện hiện vì Đại Bồ Tát này có thể làm việc khó làm, không đoạn mất giống Phật, làm lợi ích hữu tình. Khi ấy, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, lúc các vị Như Lai ứng chánh đẳng giác nói chánh pháp ở trước đại chúng, những đại Bồ Tát nào được các ngài tự nhiên hoan hỷ, ca ngợi tán thán tên dòng họ và công đức, đó là những vị đã đạt được địa vị bất thối chuyển hay những vị chưa đạt được? Phật bảo thiện hiện: Có đại Bồ Tát trụ nơi địa vị bất thối chuyển, tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, được chư Như Lai ứng chánh đẳng giác tự nhiên vui mừng ca ngợi tán thán tên dòng họ và các công đức của họ khi các ngài nói chánh pháp ở trước đại chúng. Lại có đại Bồ Tát tuy chưa được thọ ký nhưng thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì cũng được Như Lai ứng chánh đẳng giác tự nhiên vui mừng ca ngợi tán thán tên dòng họ và các công đức của họ khi các ngài nói chánh pháp ở trước đại chúng. Bấy giờ thiện hiện lại bạch Phật: Điều ngài vừa nói là chỉ những Bồ Tát nào? Phật bảo thiện hiện: Có đại Bồ Tát học theo những việc của Phật Bất Động đã làm khi ngài còn là Bồ Tát và đạt được an trụ vào địa vị bất thối chuyển, thì được các vị Như Lai ứng chánh đẳng giác tự nhiên ca ngợi tán thán tên dòng họ và các công đức khi các ngài nói chánh pháp ở trước đại chúng. Lại có đại Bồ Tát học theo các việc làm của đại Bồ Tát Bảo Tràng, đại Bồ Tát Đảnh Ký. Đại Bồ Tát này tuy chưa được thọ ký nhưng nhờ siêng năng thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên cũng được các vị Như Lai ứng chánh đẳng giác tự nhiên vui mừng ca ngợi tán thán tên dòng họ và các công đức khi các ngài nói chánh pháp ở trước đại chúng. Lại nữa thiện hiện, có đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, tuy tìm hiểu sâu sắc đối với tánh vô sanh của tất cả các pháp, nhưng chưa chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, tuy tìm hiểu sâu sắc đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nhưng chưa đạt được vô sanh pháp nhẫn, tuy tìm hiểu sâu sắc tính rốt ráo không của tất cả các pháp, nhưng chưa chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, tuy tìm hiểu sâu sắc đối với tánh hoàn toàn vắng lặng của tất cả các pháp, nhưng chưa đạt được vô sanh pháp nhẫn. Tuy tin hiểu sâu sắc đối với tánh xa lìa của tất cả các pháp, nhưng cũng chưa đạt được vô sanh pháp nhẫn. Tuy tin hiểu sâu sắc đối với tánh hư vọng của tất cả các pháp, nhưng chưa đạt được vô sanh pháp nhẫn. Tuy tin hiểu sâu sắc tánh của tất cả các pháp đều là không, nhưng cũng chưa đạt được vô sanh pháp nhẫn. Tuy tin hiểu sâu sắc đối với tánh không sở hữu của tất cả các pháp, nhưng chưa đạt được vô sanh pháp nhẫn. Tuy tin hiểu sâu sắc đối với tánh tự tại của tất cả các pháp, nhưng chưa đạt được vô sanh pháp nhẫn. Tuy tin hiểu sâu sắc đối với tánh không chắc thật của tất cả các pháp, nhưng chưa đạt được vô sanh pháp nhẫn. Thiện hiện, các đại Bồ Tát như vậy cũng được Như Lai ứng chánh đẳng giác tự nhiên vui mừng ca ngợi tán thán tên dòng họ các công đức khi các ngài nói chánh pháp trước đại chúng. Thiện hiện, đại Bồ Tát nào được Như Lai ứng chánh đẳng giác tự nhiên hoan hỷ ca ngợi tán thán tên dòng họ và các công đức khi các ngài thuyết chánh pháp ở trước đại chúng, thì đại Bồ Tát đó vượt địa vị thanh văn độc giác và chắc chắn đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện, đại Bồ Tát nào thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa được các vị Như Lai ứng chánh đẳng giác tự nhiên vui mừng ca ngợi tán thán tên dòng họ và các công đức khi các ngài thuyết pháp trước đại chúng, thì đại Bồ Tát đó chắc chắn sẽ an trụ ở địa vị bất thối chuyển. Sau khi đã an trụ ở địa vị đó, họ sẽ mau chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa thiện hiện, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào thuộc Bồ Tát thừa nghe nói các nghĩa lý của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không nghi không ngờ, không mê không lầm, mà chỉ nghĩ như Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa Phật đã dạy, lý ấy tất nhiên chắc chắn không trái ngược, thì nhờ sanh lòng tin trong sạch khi nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy dần dần sẽ được nghe giảng rộng về Bát Nhã Ba La Mật Đa ở chỗ Phật Bất Động, chỗ các vị đại Bồ Tát, và tin hiểu sâu sắc đối với nghĩa lý của nó. Sau khi đã tin hiểu, họ sẽ được trụ ở địa vị bất thối chuyển. Trụ ở địa vị này rồi, họ sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề.
Thiện hiện các thiện nam tử, thiện nữ nhân thuộc Bồ Tát Thừa. Chỉ nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, không nghi không ngờ, không mê không lầm, tin hiểu sâu sắc, không sanh phỉ báng, còn đạt được vô số thiện căn vi diệu. Huống gì có thể thọ trì đọc tụng thông suốt, buộc niệm tư duy theo lý chân như, an trụ vào chân như, siêng năng tu học, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này sẽ mau an trụ vào địa vị bất thối chuyển và mau chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chuyển pháp luân vi diệu, cứu độ các hữu tình. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, thật tánh của các pháp trọn không thể nắm bắt, thì vì sao có thể nói các đại bồ tát an trụ chân như siêng năng tu học sẽ mau an trụ vào địa vị bất thối chuyển, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chuyển pháp luân vi diệu, cứu độ các hữu tình? Phật bảo: Thiện hiện, như việc Phật hóa hiện, an trụ vào chân như, tu hạnh Bồ Tát, thì sẽ mau an trụ vào địa vị bất thối chuyển, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển pháp luân vi diệu, cứu độ các hữu tình. Cũng lại như vậy, các đại Bồ Tát an trụ vào chân như, tu hạnh Bồ Tát, thì sẽ mau an trụ vào địa vị bất thối chuyển, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển pháp luân vi diệu, cứu độ các hữu tình. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Việc hóa hiện của Như Lai đều vô sở hữu, pháp lìa chân như cũng bất khả đắc, vậy ai an trụ?